Ông Lê Mạnh Hà, con trai của nguyên chủ tịch nước Lê Đức Anh, hôm 26 tháng 4 năm 2019 có chia sẻ với báo chí trong nước. Nguyện vọng của gia đình tổ chức tang lễ cho đại tướng Lê Đức Anh đơn giản, chỉ gói gọn trong một ngày, không ảnh hưởng đến các hoạt động khác. Theo Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, nguyên chủ tịch nước Lê Đức Anh sau thời gian lâm bệnh đã từ trần hồi 20 giờ 10 phút ngày 22 tháng 4 năm 2019 tại Hà Nội. Nguyên chủ tịch nước Đại tướng Lê Đức Anh sinh ngày 1 tháng 12 năm 1920 ở Thừa Thiên Huế. Ông giữ chức chủ tịch nước Việt Nam từ năm 1992 đến năm 1997. Trước đó, ông cũng nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng như Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng tư lệnh quân đội, v.v. Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do hôm 26 tháng 4 từ Sài Gòn, tiến sĩ Phạm Chí Dũng nhận định. Như vậy là tốt, tại vì tổ chức rình rang và nó gián đoạn nhiều việc lắm. Mà quốc tang ở Việt Nam á, thì càng ngày càng không phải hiếm. Một năm thậm chí là có thể nổ ra tới 2-3 quốc tang. Mỗi quốc tang kéo dài 3-4 ngày là có thể đình đốn lại khá nhiều cái việc sản xuất, rồi kể cả vui chơi giải trí của người dân, và nói chung là không cần thiết. Thế nên là đã có nhiều ý kiến đề nghị là quốc tang chỉ nên làm có một ngày thôi thay vì là 2 ngày, và cũng nên làm hết sức là giản dị để tiết kiệm mà kinh phí cho ngân sách, mà ngân sách cũng là tiền của dân, cho nên không có việc gì mà phải xài tiền lãng phí vào quốc tang. Từ Nha Trang, nhà báo Võ Văn Tạo cũng đồng quan điểm. Ông cho rằng theo tập quán hiện nay của Việt Nam thì nhiều quốc tang quá. Ngoài ra theo ông, nên dùng chữ quốc tang cho những vụ việc cần thiết hơn, đó là những vụ tai nạn, thiên tai mà có nhiều đồng bào thiệt mạng. Những sự kiện như thế nhà nước nên tuyên bố quốc tang hợp lý hơn khi cả nước rất buồn. Ông nói tiếp. Chỉ còn mấy ông thứ chú, là chấp bu lãnh đạo của cái đảng nhà nước muốn chết thì tôi thấy ít người buồn lắm, chứ có gia đình người ta buồn thôi, chứ còn người dân chả ai buồn cả. Bản thân tôi chả thấy buồn gì. Còn luật sư Đặng Đình Mạnh thì cho rằng gia đình ông Lê Đức Anh ngỏ ý muốn tổ chức tang lễ giản dị khiến công chúng chưng hửng. Theo ông, nó không thuận với tính cách không hề giản dị của ông ấy khi còn sinh thời. Tuy không sống ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng bản thân ông Lê Đức Anh vẫn được cấp sở hữu một dinh cơ to ngất ngưỡng ở đấy. Chưa đủ, ở Hà Nội ông vẫn chiếm một ngôi biệt thự công vụ làm nhà ở cho đến tận cuối đời. Các con ông đều được cấp nhà đất khang trang. Trả lời chúng tôi từ Đà Nẵng, chị Huỳnh Hằng đưa ra nhận xét liên quan tang lễ của ông Lê Đức Anh. Tôi nghĩ các con của ông ấy có lẽ biết điều rồi, trong khi cách đây mấy ngày bị chửi tai tua khi đăng tin ông mất. Nhưng hãy chờ xem lễ tang giản dị như thế nào đã. Tổ chức quốc tang vào ngày 3 tháng 5, tránh ngày lễ để khỏi ảnh hưởng đến các ngày nghỉ của người dân, là họ hiểu ông Lê Đức Anh không có chỗ đứng trong lòng dân. Có lẽ khi ông Lê Đức Anh ra đi thì các hạt giống đỏ của ông ấy mới biết ông ta là tội đồ. Sau khi nguyên chủ tịch nước Lê Đức Anh qua đời, dù được hàng loạt báo chí do nhà nước kiểm soát đăng bài ca ngợi công lao và sự nghiệp của ông, nhưng các blogger và các trang mạng không thuộc nhà nước đã chỉ trích ông Lê Đức Anh là người khiến 64 chiến sĩ hải quân phải hy sinh khi bảo vệ Gạc Ma trong trận hải chiến với Trung Quốc hồi năm 1988. Một số nhân chứng nói rằng ông Lê Đức Anh là người đã ra lệnh cho bộ đội không được nổ súng khi quân Trung Quốc chiếm đảo do Việt Nam kiểm soát ở Trường Sa năm đó. Nghệ sĩ Kim Chi cho biết bà gần như không quan tâm đến ông Lê Đức Anh vì những việc ông ấy làm trong quá khứ khiến cho bà không kính trọng. Tôi nghe người ta nói nhiều về những cái chuyện của ổng. Tôi không có muốn nhắc lại, nhưng mà một trong những cái đó tôi bức xúc nhất là tôi nghe cái chuyện là ổng ra lệnh cho cái vụ Gạc Ma mà không được sống cả đó. Thì cho đến nay cái chuyện đó nó vẫn còn làm cho tôi đau lòng. Cho nên là tôi không thích ổng. Nguyên cái chuyện đó thôi thì tôi nghĩ ổng không bình thường. Tại vì kẻ thù đến thì phải chống trả chứ. Yeah. Sao lại để im cho người ta giết mình. Thật sự những cái chuyện đó tôi không còn quan tâm đến ổng rồi. Tôi coi ổng là người có tội đối với đất nước. Ngoài ra, theo luật sư Đặng Đình Mạnh, lời ngỏ ý làm lễ tang giản dị của gia đình ông Lê Đức Anh không đơn giản, mà có vẻ như một sự phản ứng của gia đình ông đối với sự chậm trễ công bố lễ tang cho ông Lê Đức Anh. Do đang gặp khó khăn về việc cử trưởng ban lễ tang, mà theo quy định, nhiệm vụ nghi thức ấy thuộc về ông Nguyễn Phú Trọng, người đang gặp vấn đề về sức khỏe. Từ ngày 14 tháng 4 năm 2019,
trên mạng xã hội lan truyền thông tin ông Nguyễn Phú Trọng phải nhập viện khẩn cấp khi đang làm việc ở Kiên Giang. Các thông tin từ các Facebook chuyên đưa tin về chính trường Việt Nam cho biết ông bị chảy máu não. Tuy nhiên, báo chí nhà nước khi đó không có bất cứ thông tin gì khẳng định hay phản bác tin này. Mãi đến ngày 25 tháng 4, Bộ Ngoại giao Việt Nam mới chính thức thừa nhận Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng không được khỏe. Liên quan vấn đề này, tiến sĩ Phạm Chí Dũng nhận định. Có một cái chuyện có thể không nói ra tế nhị hoặc là không khó nói ra, nhưng mà cần hiểu ngầm với nhau như thế này. Tổ chức một cách giản dị cũng có nghĩa là không nhất thiết phải có một cái ban lễ tang hoành tráng giống như là nghị định của chính phủ. Cũng không nhất thiết là trưởng ban lễ tang phải là Tổng Bí thư Chủ tịch nước, mà có thể là một người khác. Đặc biệt trong hoàn cảnh hiện nay là Tổng Bí thư Chủ tịch nước đang có rất nhiều thông tin là không chỉ là bệnh một cách bình thường mà thậm chí là có thể bị tai biến, bị đột quỵ và bây giờ đang nằm liệt tại chỗ. Thành thử là không thể làm trưởng ban lễ tang được. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng cho rằng việc tổ chức tang lễ một cách giản dị để tránh cho ông Nguyễn Phú Trọng khỏi phải trường mặt ra, để cho người dân biết bệnh tình của ông ấy như thế nào. Là khi trong một cuộc họp của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Cơ Thạch đập bàn và nói là ai ra lệnh cho bộ đội không được nổ súng. Ông Nguyễn Khắc Mai, Giám đốc Trung tâm Minh Chiết giải thích, lãnh đạo cao cấp ra lệnh không nổ súng chính là Lê Đức Anh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vào thời điểm đó. Cho đến nay, nhà nước Bộ Quốc phòng Việt Nam chưa hề có thông tin phản biện hay là thừa nhận về cáo buộc này. Có lẽ nghi án này sẽ mãi mãi gắn bó với bia mộ của Lê Đức Anh. Hùng chết để ra, Lê Đức Anh để lại được cái gì? Theo truyền thống của chế độ Cộng sản, báo chí lệ phải Việt Nam đang tấu khúc hùng tráng bi ai ca ngợi công đức, phẩm chất của ông Lê Đức Anh, người từng giữ những chức vụ cao ngất ngưỡng như Đại tướng, Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, như là lãnh tụ tướng lĩnh tài ba, liêm khiết. Nhưng với người dân, với mạng xã hội, nghi vấn về những gian trá trong cuộc đời và những tội lỗi của Lê Đức Anh với đất nước, nhân dân và quân đội lại có dịp được khơi dậy sôi nổi hơn. Trong đó có không ít sự thật hiển nhiên, bóc trần sự tán tụng của nền báo chí bưng bô. Sống trong căn hộ hay có nhiều vương phủ. Báo Tuổi Trẻ Online đăng loạt bài hoành tráng về Lê Đức Anh, trong đó ngày 24 tháng 4 có bài Cái bắt tay của Chủ tịch nước trong giờ giải lao, ghi theo lời kể của tướng Hoàng Kiền. Về sự kiện Lê Đức Anh được bầu đi dự đại hội thi đua quyết thắng toàn quân tại Hà Nội và lên đọc báo cáo thành tích trước đại hội. Bài viết này dẫn ý kiến của Đại tá Khuất Biên Hòa. Thư ký của Đại tướng Lê Đức Anh suốt 7 năm là đại tướng, là con người cách mạng không bao giờ dựa vào quyền chức của mình để đưa con cái vào chỗ này chỗ kia. Tất cả hoàn toàn phải noi gương bố, phấn đấu. Nhà báo Huy Đức, tác giả Bên Thắng Cuộc đã có bài viết chuyện biệt thự của Chủ tịch nước Lê Đức Anh và tướng Hoàng Kiền. Phản biện với báo Tuổi Trẻ nguyên văn như sau. Nghĩa tử là nghĩa tận, giờ này mà ca ngợi cựu Chủ tịch nước Lê Đức Anh cũng là truyền thống tốt đẹp của báo chí nhà nước ta. Nhưng một tờ báo chính trị như Tuổi Trẻ ghi lời của Thiếu tướng Hoàng Kiền nói. Tướng Lê Đức Anh nói với ông ấy, tôi sống trong một căn hộ ở đây, tôi không có biệt thự nào, là rất bất cẩn. Cho dù mục tiêu của Đại tướng Lê Đức Anh không phải là tiền bạc, ông có một vẻ ngoài giản dị, gần giống như những nhà lãnh đạo Cộng sản cùng thời. Nhưng về cửa nhà, ông cũng không thua kém ai cả. Các con của ông, từ con của bà lớn ông để lại miền Nam, hay con của bà sau ông cưới khi ra Bắc, ai đủ tiêu chuẩn đều được cấp nhà, cấp đất. Bản thân ông từ những ngày đầu về Sài Gòn đã ở dinh thự mênh mông ở Pasteur. Khác với nhiều nhà lãnh đạo có quê từ vĩ tuyến 17 trở vô, khi về hưu, Lê Đức Anh không trả nhà công vụ. Ông vẫn ở một dinh thự trong thành, số 5A Hoàng Diệu. Chỉ thi thoảng, ông mới vào Sài Gòn. Ở căn nhà đã thuộc về mình ở Pasteur. Tôi không nghĩ Lê Đức Anh nói dối với ông Kiền. Tôi cũng không nghĩ ông Hoàng Kiền nhớ nhầm. Cách nói của tướng Kiền cũng theo truyền thống nghĩa tử là nghĩa tận. Vấn đề là báo Tuổi Trẻ hoàn toàn có thể xác minh để không hăm hở đưa chi tiết đó. Khai nhau như thế cũng bằng hại nhau. Đúng như Huy Đức viết, một trong những hậu duệ của ông Lê Đức Anh là Lê Mạnh Hà, từng là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Văn phòng Chính phủ vừa bị kỷ luật và khiển trách vì liên quan đến sai phạm vụ mua bán AVG. Vai trò của Hà không phải là nhỏ. Khả năng bị chuyển hóa thành củi theo chân Phạm Nhật Vũ và hai bộ trưởng đang mở ra trước mắt. Lệnh không nổ súng ở Gạc Ma. Tuy nhiên, Huy Đức chỉ mới phản biện chi tiết cụ thể mà chưa chạm đến nội dung cốt yếu của bài viết là tướng Hoàng Kiền ca ngợi Lê Đức Anh, hỏi han dặn dò các sĩ quan hải quân giữ đất giữ biển rất tâm huyết. Tướng Hoàng Kiền cũng là người tố cáo, yêu cầu thu hồi quyển sách Gạc Ma vòng tròn bất tử.
Quyển sách duy nhất viết về sự kiện 64 chiến sĩ hải quân bị Trung Quốc thảm sát và cưỡng chiếm Lạc Ma. Nguyên nhân chính là trong sách có dẫn lời nhân chứng còn sống sót, cho rằng có lệnh cấp trên không được nổ súng. Trước đó, năm 2012, Thiếu tướng Lê Mã Lương, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, từng giữ chức giám đốc bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam, nói trước cuộc tọa đàm kỷ niệm cuộc chiến Gạc Ma do Trung tâm Minh Triết tổ chức. Nó có một câu chuyện như thế này. Có đồng chí lãnh đạo cấp cao ra lệnh bộ đội ta không được nổ súng nếu như đánh chiếm cái đảo Gạc Ma hay bất kỳ đảo nào ở Trường Sa, không được nổ súng, và sau này có một câu chuyện và nó đã được ghi vào tài liệu mà ta đã rõ rồi, là khi trong một cuộc họp của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Cơ Thạch đập bàn và nói là ai ra lệnh cho bộ đội không được nổ súng. Ông Nguyễn Khắc Mai, giám đốc Trung tâm Minh Triết giải thích, lãnh đạo cao cấp ra lệnh không nổ súng chính là Lê Đức Anh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vào thời điểm đó. Cho đến nay, nhà nước Bộ Quốc phòng Việt Nam chưa hề có thông tin phản biện hay là thừa nhận về cáo buộc này. Có lẽ nghi án này sẽ mãi mãi gắn bó với bia mộ của Lê Đức Anh. Bán đứng Campuchia cho Trung Quốc. Không chỉ một nghi án Gạc Ma, Lê Đức Anh còn là tác nhân tham gia mật ước Thành Đô, đầu phục Trung Quốc và còn kéo cả Campuchia vào quỹ đạo của Trung Quốc. David Elliott, giáo sư ngành quản trị và quan hệ quốc tế tại Panola College, đã viết mặc dù phái đoàn Việt Nam ở Thành Đô đã đưa ra sự nhượng bộ lớn và chấp thuận đề xuất của Trung Quốc vốn có để làm nghiêng án, để làm nghiêng cán cân sang hướng có lợi cho các đối thủ của Hun Sen, như Nguyễn Văn Linh và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Đức Anh đã bay tới Phnom Penh và cố gắng thuyết phục Hun Sen đồng ý hợp tác với lực lượng Pol Pot. Do bức tranh hoàn cảnh và các nước đế quốc đang cố gắng tiêu diệt chủ nghĩa xã hội, và Campuchia có thể tự cứu mình bằng cách đạt được hòa giải giữa phe cộng sản của Hun Sen và Khmer Đỏ. Nguyễn Văn Linh nói với lãnh đạo Campuchia, phải thấy giữa Trung Quốc và đế quốc cũng có mâu thuẫn trong vấn đề Campuchia. Ta phải có sách lược lợi dụng mâu thuẫn này, đừng đấu tranh với Trung Quốc đến mức xô đẩy họ bắt tay chặt chẽ với đế quốc. Lập luận này được Lê Đức Anh mở rộng thêm, Mỹ và phương Tây muốn cơ hội này để xóa cộng sản. Nó đang xóa ở Đông Âu, nó tuyên bố là xóa cộng sản trên toàn thế giới. Rõ ràng nó là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm. Ta phải tìm đồng minh này là Trung Quốc. Hậu quả của việc làm này là đại sứ Việt Nam thông báo rằng sau cuộc họp này, thái độ của Hun Sen đối với Việt Nam đã thay đổi. Điều này cuối cùng dẫn đến cảnh đại sứ Ngô Điền đơn độc buộc phải chứng kiến sự tan rã của Đảng Cộng sản Campuchia. Kết cục là Việt Nam không còn nước cộng sản nào bảo trợ cho mình và cũng không còn nước cộng sản nào để mình bảo trợ nữa. Trần Quang Cơ có lẽ đã không đơn độc khi kết luận rằng Hội nghị Thành Đô là vết nhơ về ngoại giao của Việt Nam. Với thành tích bán nước, bán bạn bè cho Trung Quốc, Lê Đức Anh đã được bầu làm chủ tịch nước sau đó không lâu.